Xin chào tất cả các em, bây giờ cô sẽ cùng với các em đi trả lời câu hỏi số 4, trang 13, sách giáo khoa toán 8 tập 1. Ở câu hỏi số 4, phát biểu hàng đẳng thức số 5 bằng lời. Thì hàng đẳng thức số 5 ở đây của chúng ta đó chính là A trừ B tất cả ngũ 3 bằng A ngũ 3 trừ đi 3 lần A bình B cộng với 3 lần AB bình trừ cho B ngũ 3. Thì ở đây hàng đẳng thức số 5 của chúng ta đó chính là lập phương của một hiệu hai biểu thức, đúng không các em? Và lập phương của một hiệu hai biểu thức thì sẽ được phát biểu như sau. Đó là lập phương của hiệu hai biểu thức thì bằng lập phương của biểu thức thứ nhất trừ đi 3 lần tích của bình phương biểu thức thứ nhất và biểu thức thứ hai cộng với lại 3 lần tích của biểu thức thứ nhất và bình phương của biểu thức thứ hai trừ đi 3 lần lập phương của biểu thức thứ hai. Rồi, cô sẽ phát biểu lại một lần nữa nhé. Lập phương của hiệu hai biểu thức thì bằng lập phương của biểu thức thứ nhất trừ đi 3 lần tích của bình phương biểu thức thứ nhất và biểu thức thứ hai, sau đó cộng với lại 3 lần tích của biểu thức thứ nhất và bình phương biểu thức thứ hai, rồi trừ đi lập phương của biểu thức thứ hai. Rồi, vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em trả lời xong câu hỏi số 4, trang 13, sách giáo khoa toán 8 tập 1.